Kia rồi, lá cây hạ xuống. Cuối cùng mình cũng đã tìm thấy nó. Vậy là phương thuốc của mình gần như đã thu thập đầy đủ rồi. Hả? Bên này còn có lá cây bàn hà nữa. Hay quá, hay quá. Nhanh chóng lên nào, trời sắp tối rồi. Mình còn phải đem số lượng thuốc kia về nhà nữa. Ủa, sinh vật gì nằm ở đằng kia vậy? Trông thật quái lạ. Hả? Hình như là một con trâu to lớn. Không phải, không phải. Mà chính xác hơn là một chú mèo khổng lồ. Chết tiệt, trông thật là lạ lùng. Nhưng khoan, người nó khô héo hết rồi, không còn một giọt máu nào cả. Trông thật tội nghiệp quá đi. Hay là mình cứu nó, biến nó thành thú cưng chở thuốc cho mình. Mày thật là may mắn đó, gặp được tao là một bác sĩ TV Man. Bây giờ tao sẽ thay thế toàn bộ máu của loài TV Man vào người của mày để giúp mày được hồi sinh lại. Đây là đâu? Tôi là ai? Trước đây ngươi như thế nào ta không biết, nhưng bây giờ ta đã cứu sống ngươi. Ngươi đã trở thành thuộc hạ của ta. Nào, hãy cùng ta đem số thuốc kia về lãnh địa của loài TV Man thôi. Vâng, thưa chủ nhân. Hồi, chết tiệt thật. Sao giờ này hắn còn chưa về chứ? Hả? Chúa ta ơi, tớ về rồi. Hay lắm. Cuối cùng ngươi cũng đã về tới rồi, bác sĩ TV Man à. Ngươi có hái đủ thuốc chữa bệnh hen suyễn cho con của ta không? Thưa chúa ta, tôi đã hái gần như đầy đủ số lượng thuốc. Ngày mai tôi sẽ đem giả trị bệnh cho cậu chủ ngay. Nhưng mà nhưng nghĩ cái gì chứ? Không phải có thuốc là con ta sẽ hết bệnh hay sao? Hoài, ngươi đi cùng thứ gì thế này? À, đây là một con mèo to lớn, tôi cứu nó để vận chuyển thuốc về đây đó. Còn về chuyện con trai của ngài, cậu ấy đã bị hen suyễn từ lúc mới sinh, do đó cần phải điều trị một thời gian dài. Ngày mai sau khi tôi giả thuốc cho cậu ấy uống, tôi cần phải lên núi đi tìm kiếm một sinh vật, đó chính là lũ nhện TV, lấy máu của bọn chúng để tiếp tục bào chế thuốc chỉ dứt điểm cho cậu chú. Cái gì? Thôi được rồi, ngày mai ta sẽ cho người theo ngươi để đi bắt lũ nhện TV đó. Không cần đâu chú tệ, càng đông khó tiếp cận được lũ nhện TV đó. Thôi, tôi xin cáo biệt, tôi phải về nhà để chế tạo một số thuốc trước đã. Phát hiện ra lũ nhện TV rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm thấy bọn chúng rồi. Khe khẽ thôi mèo to lớn, mà tiếp cận bọn chúng ngươi phải cố gắng bắt được một con. Tôi biết rồi thưa chủ nhân. Không hay rồi. Chết tiệt. Chủ nhân, có sao không? Tôi sẽ che chở cho ngài. Không, phải bắt được bọn chúng bằng mọi giá. Bọn chúng mạnh quá, tôi không thể tiến gần bọn chúng thêm chút nào nữa. Vậy thì hãy hấp thu sức mạnh của ta, ăn lấy thịt của ta. Người ngươi đã mang dòng máu của loài TV Man, khi hấp thu thêm sức mạnh của người khác, chắc chắn sức mạnh của ngươi sẽ được gia tăng. Cái gì chứ? Chủ nhân, ngọn kim, lũ đáng ghét giờ TV Man này, ta sẽ cắt đầu các ngươi, lấy máu các ngươi về làm thuốc. Chết đi, lũ đáng ghét, lũ bẩn thỉu, vì các ngươi mà chủ nhân đã hy sinh để gia tăng sức mạnh cho ta. Chủ nhân ơi, tôi làm được rồi. Ủa, là ai vậy? Ai vậy? Ai đã tạo ra tiếng báo động tập hợp tất cả loài TV Man của chúng ta ở trung tâm này vậy? Là ta đã báo động tập hợp tất cả mọi người ở đây đó. Nghe nói mấy ngày trước, chúa tể của chúng ta đã chạm trán một binh đoàn ngoài hành tinh. Ngài ấy đã bị mất tích. Bây giờ thế giới TV Man như rắn mất đầu, do đó ta tập hợp mọi người lại đây để bầu chọn ra chúa tể mới. Nhưng mà chúng ta chưa biết chúa tể chúng ta đã chết hay là đang còn sống mà. Đúng vậy đó, tình khốn TV Man đã báo động kia. Tại sao ngươi không nghĩ cách để cứu chúa tể mà lại kêu gọi mọi người để chọn ra một chúa tể mới chứ? Hả? Ngươi là cái thá gì mà xen vào chuyện của loài TV Man bọn ta chứ? Cùng lắm, ngươi chỉ là một súc vật chở thuốc của tên Doctor TV Man đã chết trước đây thôi. Ngươi nói không sai,
Nhưng kể từ khi chủ nhân ta chết, ta đã kế thừa ông ấy, trở thành người chữa bệnh hen xuyến cho cậu chủ. Người nghĩ người đang chữa bệnh cho cái thứ vô dụng suốt ngày bệnh tật con của chúa tể TV Man là làm được chuyện lớn à? Chỉ cần bây giờ chọn ra được một chúa tể mới, thứ vô dụng đó coi như bỏ đi, và ngươi cũng chỉ là thứ rác rồi. Cái gì? Tình khốn này, ngươi định tạo phản à? Được, được lắm. Vậy thì một mình ta sẽ đi tìm chúa tể tại thành TV Man để báo cáo chuyện này. Chết tiệt, ròng rã suốt mấy ngày trời, không tìm thấy tung tích của binh đoàn mà chúa tể TV Man đã dắt đi. Khổ kiếp, giờ họ đang ở đâu? Họ đang ở đâu? Khát nát. Kẻ nào vậy? Đúng là cậu rồi. Cậu còn sống à? Là tôi đây. Hucky đây. Gì chứ? Người biết ta là ai à? Hucky Wookie. Sao ta nghe quen thuộc thế này? Chết tiệt. Sao người cậu biết nổi kỳ quái vậy? Cậu còn không nhớ gì nữa. Chúng ta từng là những búp bê trong Poppy Playtime và bị một tên người chơi giết chết. Thật không ngờ bây giờ tôi có thể nhìn thấy cậu sống lại và ở nơi đây. Chết tiệt thật. Ta không biết người có nói thật hay không, nhưng mà bây giờ ta đang rất gấp. Ta đang đi tìm chúa tể của mình, là một tay tình TV Man to lớn. Người có thấy ông ấy không? Cái gì? Lũ TV Man à? Chính bọn chúng đã bắt ta về đây để xé xác ăn thịt. Nhưng bất ngờ bị một binh đoàn quái vật ngoài hành tinh tấn công, khiến cho bọn chúng nằm rải rác ở đằng kia kìa. Được rồi. Cảm ơn người thứ búp bê màu xanh lè kia. Sau khi giải quyết chuyện của chủ nhân ta xong, ta sẽ tìm ngươi để hỏi rõ mọi chuyện. Wow. Thịt của lũ TV Man này thật là ngon quá đi. Kẻ nào đang đến vậy? Chính là ta, một thành viên của loài TV Man, TV Khát Man. Ta sẽ hủy diệt lũ khốn kiếp các ngươi. Cấp bao, không sống rồi. Có kẻ tấn công chúng ta. Bao chạy thôi. Bao cho chúa tể chúng ta biết. Lũ rác rưởi, lũ xấu xa, các ngươi định chạy đi đâu? Là chúa tể của mình ở đằng kia. Chúa tể tại thành TV Man này, có sao không? Cuối cùng cứu binh cũng đã tới, nhưng sao lại là TV Khatman chỉ có một mình người vậy? Chúa tể, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy ngài rồi. Ở lãnh địa quê nhà, lũ khốn kiếp TV Man kia đang bạo động, muốn chọn ra một lãnh chúa mới, chứ không hề nghĩ tới việc cứu ngài về. Chết tiệt. Còn ngươi, sao ngươi lại muốn tới đây cứu ta chứ? Mặc dù tôi không nhớ trước đây mình là ai, nhưng chủ nhân của tôi đã cứu lấy tôi. Ông ấy phục vụ cho ngài, thì sau khi ông ấy chết, tôi cũng sẽ thay thế ông ấy để phục vụ cho ngài. Tốt lắm, đúng là một thuộc hạ trung thành của ta. Thật đáng tiếc, con của ta suốt ngày bệnh tật, không thể thay thế ta trở thành chúa tể mới. Bây giờ ta muốn truyền chức chúa tể lại cho cậu. Nào, hãy lại đây, ăn lấy tỷ sống của ta. Sức mạnh của loài TV Man tất cả nằm trong tỷ sống. Không, tôi không làm như vậy đâu. Ngài hãy bình tĩnh đi, tôi sẽ trị thương cho ngài, ngài sẽ khỏe thôi. Nội tạng của ta bị tên chúa tể ngoài hành tinh đánh tan nát hết rồi. Mau lên, người hãy trở thành chúa tể mới. Đầu tiên là chiến trên binh đoàn ngoài hành tinh bảo vệ thế giới của chúng ta, sau đó quay về lãnh địa của loài TV Man để dẹp loạn lũ khốn đó. Làm đi. Tôi xin lỗi ngài. Quỳ thần tiên đi ơi, mình khổng lồ rồi. Được lắm. Chúa tể, tôi sẽ giữ lời hứa với ngài. Các con của ta, một tí nữa thôi, ta sẽ tạo ra lỗ hổng xuyên tới lõi của hành tinh này. Chúng ta sẽ hấp thu toàn bộ năng lượng ở đó. Lũ khốn kiếp, cuối cùng ta đã tìm thấy các ngươi rồi. Chết hết đi. Mẹ kiếp, thứ gì nữa đây?
chết tiệt, ngươi dám giết chết thuộc hạ con cháu của ta. Ta không những giết chết bọn chúng, mà ta còn giết chết cái thứ khổ kiếp chúa tể ngoài hành tinh với ngươi nữa. Ngươi to gan dám tới hành tinh của bọn ta xâm chiếm, định phá hủy hành tinh này à? Mày kiếp, mày là kẻ nào? Mày là kẻ nào? Sao xen vào chuyện của tao? Tao là một thành viên của loài Tiberman. À không, bây giờ tao trở thành chúa tể của loài Tiberman, khắp nam tay thành Tiberman. Cái gì? Thêm một tên chúa tể loài Tiberman à? Mẹ kiếp, rõ ràng ta đã chiến đấu cùng với tên chúa tể Tiberman. Hắn khiến tao bị thương, còn ta đã đánh tan nát nội tạng của hắn rồi mà. Đúng vậy, những ngày ấy đã chọn ta làm người kế thừa của ngày ấy. Đến lúc rồi, ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục để làm nô lệ tạ tội ngày ấy. Chúa tể, tôi cũng đã làm được, đã tiêu diệt những thứ ngoại xâm ngoài hành tinh rồi. Bây giờ tới phiên thống nhất loài Tiberman.